xin chào quý vị và các bạn. Bão số 5 đã suy yếu và hoàn lưu của vùng áp thấp đầy lên từ cơn bão này chỉ gây mưa chủ yếu ở các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ngày hôm nay tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, sang đến khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng và các tỉnh ở khu vực vùng núi Việt Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng cũng có mưa nhưng lượng mưa không lớn, đồng thời nhiệt độ có xu hướng giảm, tình trạng oi bức không còn. Các tỉnh ở ven biển miền Trung hầu như không chịu tác động của vùng áp thấp đầy lên từ cơn bão số 5. Ngày hôm nay ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn. Ban ngày trời nắng ráo với mức nhiệt độ phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây hơn, đôi lúc có mưa và thời gian mưa chủ yếu vào sáng sớm và chiều tối. Còn trong ngày thì vẫn có những khoảng nắng ráo nên thời tiết không gây cản trở đáng kể đến các hoạt động ngoài trời diễn ra trên khu vực. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn có nắng gián đoạn vào sáng và trưa nay, nhưng đến chiều và tối thì mây đối lưu sẽ phát triển, gây mưa rào và dông ở trên khu vực. Cục bộ có những điểm vẫn xảy ra mưa mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, dông sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ chiều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên, vì vậy nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao trên khu vực còn rất cao. Người dân nơi đây tiếp tục chủ động đề phòng để đảm bảo an toàn. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở tại thủ đô Hà Nội trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa cùng với nền nhiệt độ có xu hướng giảm. Tình trạng oi bức giảm bớt khi nền nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ dao động ở khoảng là 32 độ, thấp nhất về đêm và sáng là 26 độ. Sang tới ngày 15-16 tháng 9 trời chuyển nắng ráo, nhiệt độ tăng lên. Tuy nhiên từ đêm 16 tháng 9 tức là ngày Chủ nhật thì có khả năng ở Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn và có thể kèm theo gió mạnh rất nguy hiểm. Nên quý vị cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để sắp xếp công việc phù hợp, sẵn sàng thích ứng với mọi điều kiện thời tiết có thể xảy ra. Nằm về phía Đông Bắc, ngày hôm nay ở tại thành phố Cảng Hải Phòng trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nên nhiệt độ trong ngày dao động ở khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Sang đến ngày mai, thời tiết tạm thời chuyển nắng ráo, nhưng từ chiều tối và đêm ngày Chủ nhật thì mưa lớn kèm theo gió mạnh có thể xảy ra, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống và các hoạt động giao thương của người dân thành phố Cảng trong những ngày đầu tuần tới. Đến với thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, ngày hôm nay thời tiết không có biến động đáng kể. Ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ trưa chiều duy trì ở mức là 31-32 độ, còn đêm và sáng là khoảng 25-27 độ. Vào buổi sáng và chiều tối thì mưa rào vẫn có thể xảy ra nhưng không kéo dài, nên nhìn chung là các hoạt động du lịch biển ở khu vực này vẫn có thể diễn ra được bình thường. Ở tại thành phố Nha Trang, ngày hôm nay trời cũng có nắng với cường độ vừa phải nên nhiệt độ không tăng cao. Mức nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng 31-32 độ. Và về đêm và sáng, tiết trời mát mẻ khi nhiệt độ chỉ khoảng là 24-25 độ, cùng với gió biển thổi nhẹ và những cơn mưa chỉ xuất hiện trong thời đoạn ngắn vào chiều muộn, nên đây vẫn là nơi phù hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần của quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác thuộc khu vực Nam Bộ đang chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam nên sáng và trưa trời nắng ráo và những cơn mưa dông tiếp tục xảy ra vào buổi chiều và tối. Mưa dông không kéo dài nhưng trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nên quý vị và các bạn cần phải hết sức lưu ý. Vòng tránh những tuyến phố có nhiều cây cổ thụ, đề phòng cành cây gãy đổ gây nguy hiểm khi lưu thông. Nhiệt độ ngày hôm nay ở tại thành phố được dự báo dao động ở khoảng từ 25 cho đến 32 độ, cùng với độ ẩm dao động từ 72 cho đến 90%. Không có sự khác biệt đáng kể so với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thành phố Cần Thơ trời cũng có nắng gián đoạn trong buổi sáng và trưa. Đến chiều và tối thì mưa dông cũng xuất hiện, nên du khách cũng cần lưu ý để có kế hoạch sắp xếp lịch trình của mình sao cho phù hợp với sự thay đổi của thời tiết, nhất là các hoạt động tham quan ngoài trời nên kết thúc trước thời điểm xảy ra mưa dông. Trong ngày, tiết trời cũng khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 32 độ và mức nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm về 25 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!